Quốc Nhật, Đông Tây Global xin chào quý anh chị. Thị trường bất động sản tại Úc vẫn luôn đón nhận sự quan tâm rất lớn từ nhà đầu tư Việt Nam bởi sở hữu pháp lý minh bạch, tiềm năng sinh lời cao cùng rất nhiều những ưu điểm nổi bật khác. Để đầu tư bất động sản tại Úc, ngoài việc lựa chọn chủ đầu tư uy tín, sản phẩm và mức giá phù hợp với nhu cầu, thì các khoản thuế phí cần phải thanh toán khi mua bất động sản tại Úc mà nhà đầu tư cần phải tìm hiểu rõ để quá trình mua bán diễn ra một cách thuận lợi và nhanh chóng. Sau đây, Quốc Nhật chia sẻ đến anh chị 5 loại thuế phí mà nhà đầu tư Việt Nam cần phải thanh toán khi mua bất động sản tại Úc. Thứ nhất, phí xét duyệt cấp phép đầu tư FIRB. Theo quy định từ chính phủ Úc, người nước ngoài, nghĩa là không phải công dân Úc, sẽ phải nộp mức phí đầu tư nước ngoài FIRB trước mỗi giao dịch mua bất động sản. Và lệ phí này sẽ tùy thuộc vào giá trị bất động sản. Cụ thể, giá trị bất động sản từ 1 triệu đô Úc hoặc thấp hơn sẽ có mức phí là 14.100. Và những bất động sản có giá trị trên 1 triệu đô Úc sẽ có mức phí là 28.200. Thứ hai, thuế trước bạ. Đối với người nước ngoài khi mua bất động sản tại Úc, tùy theo giá trị và vị trí bất động sản thì mức thuế trước bạ sẽ khác nhau và được quy định bởi chính quyền liên bang hay tiểu bang. Chẳng hạn, hiện bang Victoria đang áp dụng mức thuế trước bạ là 13,5%, bang New South Wales 12% và bang Queensland là 10,5%. Thứ ba, phí luật sư. Không chỉ riêng người nước ngoài mà công dân Úc khi mua bất động sản tại Úc đều phải thông qua luật sư để đảm bảo quyền lợi pháp lý tốt nhất cho khách hàng, vì họ là người am hiểu về luật và nhà đầu tư cần phải đồng hành của luật sư để quá trình giao dịch diễn ra một cách thuận lợi. Luật sư sẽ đại diện cho nhà đầu tư, quản lý các chi phí và hoàn thiện các thủ tục từ khi ký hợp đồng mua bán cho đến khi nhận bàn giao bất động sản. Và hiện mức phí này dao động từ 1.500 đến 2.200 đô Úc. Thứ tư, phí sang tên. Quá trình chuyển đổi quyền sở hữu bất động sản từ chủ đầu tư sang khách hàng là thủ tục bắt buộc khi giao dịch bất động sản tại Úc và được thực hiện bởi luật sư hoặc cố vấn pháp lý có giấy phép hành nghề, và mức lệ phí này dao động từ 800 đến 2.000 đô Úc. Cuối cùng là phí quản lý và vận hành bất động sản, bao gồm phí cho hội đồng thành phố. Phí này dùng để bảo trì các hoạt động của địa phương như an ninh, chiếu sáng, thu gom rác thải v.v. và dao động từ 800 đến 1.200 đô Úc trên một năm. Phí dịch vụ, phí này trả cho đơn vị quản lý tòa nhà, khu nhà khách hàng ở, dao động từ 1.600 đến 2.500 đô Úc trên một năm, tùy thuộc vào diện tích. Phí thuê đường ống nước, ga, điện khoảng 700 đô Úc trên một năm, phí phòng cháy khoảng 150 đô Úc trên một năm và các khoản chi phí bảo trì khác nếu như nhà bị hư hỏng. Thông qua các loại thuế phí này, khách hàng thấy được rằng mỗi loại thuế phí của chính phủ Úc đều nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho nhà đầu tư, tạo thị trường bất động sản minh bạch và tăng trưởng ổn định. Với hơn 100 dự án trên khắp các tiểu bang và thành phố lớn tại Úc, Đông Tây Global sẵn sàng mang đến cho nhà đầu tư Việt Nam cơ hội sở hữu vĩnh viễn bất động sản tại Úc một cách thuận lợi và dễ dàng nhất. Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về chính sách đầu tư bất động sản tại Úc dành cho người Việt. Xin chào và hẹn gặp lại!